Đây là tiệm bánh tiêu lá dứa. Thì bây giờ thì nhưng mà quý vị khán giả, chúng ta qua tham quan cái tiệm bánh tiêu nha. Ở đây là số 104 đường Tô Ngọc Vân, thuộc phường Linh Tây, quận Thủ Đức. Khách đến mua ngày càng đông hơn. Dạ thưa chú Út, làm nghề này chắc cũng lâu rồi hả chú? Cũng mấy năm được lắm rồi. Dạ. Mình chuyên là giò, bánh giò với là giò cháo quẩy này với lại là bánh tiêu ha chú. Dạ. Thì con thấy đây đặc biệt đó, đây là có cái bánh tiêu lá dứa này nè. Đó, là do này là công thức gia truyền hay là lâu chưa chú? Dạ. 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 Bánh lá dứa này con thấy là ở đây giá bán cũng rẻ ha. Dạ. 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 Thì mình bán là thường thường là mình bán là cái thời gian nào chú? Sáng 6 giờ sáng là bắt đầu chiên rồi. Dạ. 4 giờ rưỡi. Dạ, 4 rưỡi sáng là tới. Dạ. Cái lá dứa này sai diễn ra đó. Dạ. Nó diễn ra đập lên đây nước lá dứa. Lấy nước rồi bắt đầu mình diễn. Cái màu lá dứa không chắc. Một ngày là mình bán nhiều không chú Út? Bán cũng nhiều, không thôi. Mười mấy 20 ký. Dạ. Yeah. Dạ, bán cả ngày. Dạ. Cứ đồ hết là mình làm thôi. Dạ. Này là bột của nhà mình làm sẵn luôn, bây giờ mình đem ra đây. Dạ. Này bột gì? Bột mì. Bột mì. Bột mì cũng là bột cán ra. Dạ. Cán thì chắc phải cán đều tay ha. Dạ. Con thấy chú có bán thêm bánh bò nữa, chú này nhà làm luôn hả chú? À, bán thêm cái bánh bò. Dạ. Cái này mình chiên bao lâu mới đổi một cái chảo dầu như vậy chú? Nóng thì bằng cái bình bơm hơi. Dạ. Dạ, dầu lửa hả? Dạ, sao không nấu bằng ga mà nấu dầu lửa hả chú? Dầu lửa nó mạnh hơn. Cái bình này chắc cũng lâu hả chú? Bình này lâu rồi, mấy chục năm rồi. Wow. Rồi, chín lắm giờ. Dạ. 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 Dạ.
cái bình này bao nhiêu lít vậy chú? 10 lít. Dạ. Thì 10 lít cái bình này rồi nó mới hết à. Dạ, mình nấu trong vòng bao lâu thì nó mới hết cái bình này chú? Dạ. Còn dầu này là dầu dầu ăn bình thường. Mình về bột mì cái mình nhào bột rồi mình bỏ đường vô không chị? Nhào quẩy thì không đường, bánh tiêu thì có đường. Dạ. Yeah. Nhưng mình nhào bao lâu không chị? Đó, nhào cũng nhanh nhanh rồi phải ủ. Ủ là mới có được. Ủ bao lâu chị? Khoảng 2 tiếng. Đó. Thời gian nó đừng có lâu quá thì nó lên men nhiều quá. Không ngon. Này là tới truyền tới đời thứ hai rồi. Có đứa cháu chưa? Có cháu truyền qua cháu chưa? Cháu chưa ra, chưa cháu lên làm hết rồi. Giờ con trước thôi. Bột để làm bánh này là bột gì chị? Bột mì. Bột mì. Dạ. À, bột mì. Cái này mình không chở được không chú? Không chở bánh được không? Sáng giờ là hết 100 kg bột chưa chú? Sáng giờ hết 100 kg bột chưa?
đậu không? Quý vị có thể thấy là đây là cái bếp này là như chốt chia sẻ là bếp dầu chứ không phải là bếp ga như những cái tiệm khác. Đây là cái bình dầu này cũng lâu lắm rồi nè, mỗi lần muốn lửa mạnh thì phải có hơi mạnh thì mới bơm. Nguyên liệu để mà chế biến những cái bánh này thì cũng đơn giản thôi, một cái chảo, một cái bếp. Đây là bột mì. Chút lại phải đi giao bánh nữa rồi.